chai Quý Liên rất rất ngon. Đây còn cái bò biết chi giò, mang tới giò không trắng này Cần Thơ. Đây là khuôn viên của quán nhà hàng chai số 1 tại Cần Thơ. Bữa nay mới ăn thử, kêu cũng 5-6 món mà món nào cũng rất là thích. Ngồi ghế kiểu như hồi xưa đâu. Có mẹ quan tâm không khí và nhạc. Hôm nay làm cho mình rất là yên, tâm tịnh. Khuôn viên rất là đẹp nha. Đồ ăn cũng rất là ngon. Quán tên là Quý Liên ở khu Hưng Phú. Ok mọi người.